Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu đồng hồ kim ha mọi người ha. Hiệu Kajurisu nè, Kajurisu nè. Đấy. Thì tiếng Anh là mình đọc không biết đúng không nữa. Thì cái nhãn hiệu này là cũng rất là nổi tiếng rồi. Với là thiết bị đo lường ha. Nó có rất là nhiều cái mẫu đồng hồ. Một kim, đồng hồ điện tử và đồng hồ kẹp vòng. Nhiều, nói chung là đồng hồ hiệu này là toàn là đắt tiền không hả mọi người ha. Đấy, hôm nay mình sẽ khui hộp cho các bạn xem mẫu đồng hồ này, nó với giá là hơn 1 triệu một tí. Nó có cái gì tốt không mọi người ha. Thì bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Đó, mình sẽ review từng chi tiết và tháo xem bao mạch bên trong ha. Thì cái mẫu đồng hồ này á, mình lên YouTube á, mình thấy rất là ít cái dữ liệu mà chia sẻ với cái đồng hồ này. Thì hôm nay mình mua về xài và mình sẽ giới thiệu nó các bạn cùng xem luôn ha. Và các bạn nào ưng ý thì cứ lên Shopee, Lazada mua thôi. Thì hình như là mẫu kim nó có mẫu này thôi, là thông dụng nhất bây giờ nè. Thông dụng nhất của cái model này, của hiệu này nha. Đó. Rồi, thì nó có cái hộp như thế này đây. Đây, cái bao da như thế này, anh cái gắn vào hộp ha, cái này mình tháo ra rồi. Bao da nè, hiệu của nó luôn ha. Đây, là chính nha. Đó, bao da nó có dây xích nè, mở ra, một cái mình mở rồi. Đấy, chính đây. Rất là đẹp luôn ha mọi người ha. Và chỉ đo nó cho theo, rất là xịn luôn nè. Đấy, rất là ngon luôn, đẹp, ưng ý thực sự. Và cái này là giấy hướng dẫn sử dụng nè. Rồi cái này là giấy bảo hành. Chúng ta. Mà không biết nữa. Chữ tiếng Anh không à, không biết. Bỏ qua đi. Và cái này là giấy hướng dẫn sử dụng nè. Thì toàn là tiếng Anh không à. Đó. Cái này đo pin sao sao nè không? Hướng dẫn sử dụng hết nè. Này. Hướng dẫn nè. Toàn tiếng Anh không à. Đấy các bạn ha. Rồi, bỏ này vào bên đi. Qua nhân vật chính của mình nè, nhìn rất là modern luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Ở đằng trước á, thì nó sử dụng là một kiến ha mọi người ha, nó giống như kiến vậy đó, nhưng mà bằng nhựa hay làm kiến thì mình không biết. Cái này chắc nhựa quá, nhựa mà dạng như nhựa giống như mica vậy đó mọi người. Đó, các bạn mặt trước nè, nè giống nó giống như mica trong vậy đó. Rồi cái này là nút chỉnh sai số nè ha, nút chỉnh sai số không ôm nè. Và nó có những thang đo chính cơ bản là DC volt, AC volt. Và cái này là đo độ decibel, chắc chạy quá, decibel âm thanh hay sao á. Và bên đây là DC milliampere. Đó, nó chỉ đo được milliampere thôi mọi người ha, chứ không có đo được ampere. Milliampere là 250 milliampere nè, tối đa nè. Và đây là đo điện trở nè ha, nhân 1, nhân 10, nhân 1 ký, nhân 1k, 10k. Và mấy cái này chúng ta đo tụ được luôn á ha. UA 150 15 MA HE. Đấy, chúng cái bây giờ cái này chúng ta đo tụ được. Và đo cái độ rò của transistor á. Và cái đường output là để chúng ta sử dụng ampere nè. Sử dụng cái đồng hồ DC milliampere này để chúng ta cắm một cái dây con và một cái out. Thì chúng ta nối tiếp với tải ha. Và bỏ cái P này ra. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cắm vào, mình test cho mọi người xem cái độ chính xác nó nè. Cái độ chính xác nó rất là cao luôn á. Này, mình cho rõ ha. Đấy, hơi chá nè ha. Đây này ha. Rất là đẹp luôn. Và cái ở đây là cái số series của nó nè. In Thái Lan, được sản xuất tại Thái Lan. Đấy, kim thì các bạn thử những mua đồng hồ mà các bạn thử kim á. Thấy không? Nó quất lên, nó lên xuống từ từ nè. Nó là đồng hồ tốt nha. Còn nếu như mà đưa lên mình xuống liền á là đồng hồ thường. Bây giờ mình thử với cái Profit nè. Cái này mình mua hôm trước cũng 450 á. Đó. Xuống chậm rồi thấy không? Đó. Đồng hồ xịn cái nào nó cũng xuống chậm hết trơn á. Thấy không? Xuống rất là chậm luôn nè. Nhưng mà mình sử dụng cái Rokit này nè mọi người. Thì nó sai số hơi bị nhiều cho nên mình không thích.
nó còn vẫn còn sử dụng bình thường nè. Đấy. Nó sai số hơn này. Thằng này là chính xác luôn nè, còn này nó hơi sai số. Thì cái này mình cũng đã sử dụng được hơn gần 1 năm rồi. Đó. Mình để bụi bặm như nè. Thì mình sử dụng cái này rồi. Cái này các bạn nào xài mình để rẻ cho các bạn luôn. Đó. 100.000 bao ship cho các bạn luôn á. Vừa bán vừa cho. Bởi vì nói chung là xài bình thường. Đây mình thử cho các bạn xem nè. Pro Kit thời lúc mình mua là 450. Đấy. Ở đây là đo thông mạch nè, nhân 1, nhân 10, nhân 100, 1K, 10K. Và cái này á, nun DC là chúng ta đo cái dòng điện âm dương đó mọi người. Đấy. Nó chia 50% vậy nè, không? Ví dụ chúng ta đo điện âm á, thì nó tuột ở đây. Nó báo volt nè. Đo điện dương nó tuột qua đây, nó báo dương. Mọi người ha. Và bên đây á, lại báo âm dương 5V. Đấy, âm dương 5V. Bên đây âm dương để sửa âm ly á. Âm ly chúng ta có được một đôi á, thì chúng ta sử dụng cái nắp này. Còn cái này là không có nha. Cái này nó không có chức năng đó. Nhưng mà chức năng đó thì mình sử dụng, mình sửa âm ly thì mình sử dụng đồng hồ này không à. Đây nè. Đồng hồ này ha. Thì nó lẹ hơn. Và những cái đồng hồ như thế này lẹ hơn ha. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử hai cái đồng hồ này với cái độ chính xác của nó ha mọi người ha. Đây chân com nè, cắm vào chân N ha. P đây. P là cộng nè. Đấy. Đấy, cái nắp rất là chắc luôn mọi người. Tật chắc, rất là chắc. Mua một cái này là mua được 3 cái này nè. Đấy mọi người ha. Mua được một cái này là mua được 3 cái đồng hồ này. Đó, 3 cái đồng hồ này mới được một cái này. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đo pin cho mọi người xem ha. Mình sẽ đối chiếu với lại cái đồng hồ điện tử nè. Đối chiếu với đồng hồ điện tử xem nó chuẩn hay không nha. Đồng hồ này cùi quá. Đồng hồ này vô đi. Đấy. Cho các bạn dễ gồm ha. Nó lên nè. Rồi các bạn ha. Bây giờ mình đo với pin là pin này nha mọi người nha. Thì mình sẽ đo. Đây. Mình đo đồng hồ này nha. Chúng ta sẽ chỉnh nắp 10V. Đấy. Mọi người thấy không? Đây. Nhưng mà cho mọi người xem kỹ nha. Đấy mọi người thấy không? Nó hơn số 4 một tí. Thì chúng ta tính như thế này đây. À, các bạn thấy chữ số 50 100 ở đây không? Đấy, chúng ta tính hàng DC nha, hàng có AC là không đúng đâu. Đây. Thì bây giờ á 0 1V, 2V, 3V, 4V. Đây. 1 2 3 4 là nó gần 4V đó mọi người. Ha. Gần 4V. Chắc 3.9 đúng không? Bây giờ mình đo là cái đồng hồ này nha. Đồng hồ này ha. Đo là đồng hồ này. Xem như thế nào nha, xem nó có sai số nhiều hay không. Đấy. Rồi, bây giờ vẫn đo cục ngoài luôn. Mọi người ha. Đấy. Cục này á, cái máy này thì nó đo được có 3.8 thôi mọi người không? 3.8 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái đồng hồ điện tử xem nó báo như thế nào nè. Cho bạn dễ dòm ha. Rồi. 3.9 hay 3.8 nè. Đấy, thấy chưa mọi người thấy chưa? 3.9. Đấy, 3.945 ha. Thì kết quả là thằng này nó hơi sai số một tí nè. Thằng này chỉ báo 3.8 thôi mọi người. Còn như thằng này là báo gần 4V luôn. Gần 4V luôn. Thằng này là báo gần 4V. Đây đo lại mọi người xem nè. Nhiều dây quá. Đây mọi người ha. Đấy, mọi người thấy không? Nó cao hơn cái tưởng 100 không? Từ số 100 không? Đó, tính từ đó đi ha. Đó, là gần 4V. Đúng chuẩn 4V rồi đó. Đó, nó tính nó 4V luôn rồi đó. Còn như thằng này ha. Thằng này là nó sai số nè. Nó chưa được 4V luôn. Có 3.8 thôi. Các bạn thấy không? Đây.
Mệt quá vậy. Mệt quá mọi người ơi. Đây. Để mình lấy nét cho bạn xem. Đấy. Bây giờ các bạn xem ha. Đây mà thấy không? 38 ha. Nó dưới cái chỗ cái số 100 tí. Đây. Vẫn là cục pin này nha. Đấy. Dưới số 100 ha. Còn này. Cái thằng này nó chuẩn luôn nè. Đấy thấy không? Lên được 100 là có nghĩa là nó báo 4V. 4V ha. Còn bây giờ mình đo cái đồng hồ điện tử nè. Đấy, 3.945 ha. Rồi ha. Rồi thì chúng ta đã biết là con này nó sai số nhiều hơn. Đấy, bởi vì mình không thích xài nữa. Đo điện trở thì nó cũng sai số thôi. Ít. Còn đo vôn nó sai số 1-2V vậy đó. Nhưng mà linh kiện của nó là rất là ngon nè mọi người. Linh kiện rất là ngon. Rồi. Bây giờ đó mình sẽ bung cái đồng hồ này ra. Bung cái đồng hồ này ra cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Ok mọi người. Rồi giờ mình phóng to lên cho nó dễ dòm nè. Thôi. Bây giờ mình sẽ tháo đồng hồ này ra ha, cho mọi người xem cái nội thất bên trong như thế nào đây. Thì cái đồng hồ nó dở ở chỗ nó không có cái đế để chúng ta để nghiêng vậy mọi người. Nó để được vậy thôi, nó không có đế. Cái đế đằng sau nó không có nữa. Nó không có những cái đồng hồ kia cho nên là mình ngồi sửa nó nhìn hơi khó. Đây. Cái bao mạch nó như thế này ha. Rất là dày luôn mọi người. Dày lắm. Cái này chắc cỡ 2 ly ạ. Và cái biến trở của nó nè. Biến trở đúng giật luôn nữa không? Đúng biến trở nhật luôn. Và những con điện trở của Nhật luôn nè, thấy không? Điện trở 5 dòng màu tụ nè. Chỉ đơn giản vậy thôi mà anh chịu. Ghê không? Đó. Người thấy không? Và ở đằng trước này thì nó không có gì đâu. Đằng trước này nó chỉ có cái điểm tiếp xúc của cái vòng xoay thôi mọi người, với cái mặt bao mạch thôi. Và pin đây. Này cũng có pin 9V luôn nè. Và cái này á, cái pin nhỏ này á thì nên là báo tới từ 1 kg nè. 1K 10 nhân 10 nhân 1, còn nhân 10K là phải dùng pin 9V mới đo được. Đấy. Nhìn mặt rất là đẹp luôn, sang vô cùng. Mình rất là thích luôn á. Đo rất là chuẩn luôn. Đây, điện trở nhìn mê thật sự. Điện trở này là có trong mấy cái âm ly nội địa Nhật á mọi người, điện trở mấy điện trở nè. Còn con này trong âm ly nội địa Nhật cũng có nhưng mà mình ít gặp hơn. Gặp mấy con này nhiều. À con này nè, con này âm ly nội địa cũng gặp nhiều lắm. Con này ít gặp. Con này là mấy cái âm ly mà ai răng đồ ấy mọi người, của Hàn Quốc cũng gặp mấy con này nè. 5 dòng màu. Đấy. Tụ rồi nè. Đấy, nhìn rất là chất lượng luôn. Và nó cho một cái cầu chì để thay thế này ha. Thì cái này cầu chì đo vòng nè. Ví dụ chúng ta đo vòng mà cao quá đứt cầu chì lấy này gắn vô. Ha. Đơn giản như thế thôi. Nhưng mà 1 triệu đó. Một máy này mua được 3 cái này. Ghê không? Rồi. Thì mình chỉ review sơ vậy thôi mọi người. Đó, thì những tín đồ nào mê sắm những cái thiết bị đo lường á thì mạnh dạn mua một cái về xài thử, rất là thích luôn. Đây. Xài êm lắm mọi người. Dây đo cũng rất là xịn nha. Dây đo này như chống cháy luôn á. Cái dẻo thật sự. Rất là xịn luôn. Đây, tháo ra này ra nè. Còn khi chúng ta gắn vô cũng được. Tháo ra. Tại vì mình thấy gắn vô thì nó tốt hơn mọi người. Đó. Gắn vô nó ít bị chạm mọi người. Lúc mà
lúc mà chúng ta sửa âm ly á, chúng ta đo những cái chân sò á, ha, thì nếu như mà cái này dài quá nó có thể nó chạm nó nổ ha. Mình đưa ra một miếng vậy thôi, mình đủ để mình đo thôi, thì dù nó bị chạm chân sò nó cũng chạm qua đây, nó không có chạm hai chân với nhau, nó không có nổ ha. Đó, chúng ta đo những cái chỗ mà hẹp á, nó không có bị lệch. Còn ví dụ mà nó rộng như thế này nè, mà chúng ta đo chỗ hẹp á, chúng ta đưa quá tay một cái là nó chạm điện với nhau là nó nổ, mình bị hoài à. Đây những cái dây đồng hồ cũ là mình bị nè, nó nổ nhầm cái, nổ đốm lỗ luôn á, mấy cái này nổ ghiết rồi nè, nó hoài nhưng mà nó không đứt thôi. Đưa vô mình đo mà mình chạm chân sò, mấy người đo sò có âm ly á, đo sò đo chân C âm ly mà mình chạm với chân E là nó nổ. Nhiều khi nó chạm với mát á, mình chọt lố tay nó đụng với cái miếng nhôm tản nhiệt á, nó nổ, nó đứt nửa cái luôn mọi người, đứt nửa cái kim luôn. Mình gắn này vô mình đo an toàn hơn ha. Đó, mình có miếng thì mình chích vô mình đo an toàn hơn. Đây, bây giờ mình đo điện 220 ha. Như nào mà. Đây, sáng năng điện ra. À, DC lộn. AC. Đấy, hồi nãy mình đo DC nó không lên. Rồi đo AC nè. Không ăn điện. Lúc này ra mới ăn điện. Cứ ổ điện không ăn. Đấy, mọi người thấy chưa? 220V ha. Đó. Tới cái gạch giữa này nó là 225V nè. Mọi người ha. Nó báo là gần 220 mấy volt đó. Đây. Mọi người ha, đó. 220. Ok ha. Rất là êm luôn mọi người. Rồi. Thì cái video giới thiệu chia sẻ đó mọi người, cái chất lượng của đồng hồ này đến đây cũng xin kết thúc ha. Thì mình thấy trên YouTube rất là ít cái những bạn mà chia sẻ đồng hồ này. Thì năm 2021 rồi thì cái đồng hồ này nó vẫn được sử dụng như bình thường các bạn. Những cái thiết bị á, những món mà chúng ta không thể nào đo bằng những cái đồng hồ điện tử được. Đây. Không thể nào mà đo bằng cái đồng hồ này được, cho nên là chúng ta phải có hai cái, một cái điện tử, một cái kim, để chúng ta đo những cái thiết bị mà cần đến cái kim. Đấy mọi người ha. Thí dụ như các bạn mà đo điện mà DC á, DC nhưng mà cái tụ lọc nó bị vấn đề á mọi người, thì các bạn đo cái đồng hồ kim các bạn không thể nào biết được. Đó, tụ lọc nó có vấn đề là không thể nào biết được nha. Thì chúng ta đo đồng hồ kim á, thì chúng ta phát hiện nó khi mà điện nó bị dao động á, điện nó mà lọc chưa sạch á, thì đồng hồ kim á đo nó làm như nè, nó đưa vậy nè ha, thì lúc đó là mình phát hiện. Còn nếu như mà chúng ta đo đồng hồ điện tử á, thì không phát hiện đâu. Thí dụ như các bạn đo điện là 110V đi, DC ha, nhưng mà 125V DC đi, nhưng mà tụ lọc nó có vấn đề là nó không có được 125V nữa, nhưng mà nó chỉ nhảy lên tới 110 thôi. Thì các bạn lúc mà các bạn sửa máy, các bạn đo 110 đó, đo 110 các bạn không thể nào biết được, không thể nào biết được mà tụ nó đang vấn đề, mà cái nguồn chính của nó là 125 ha. Khi mà các bạn đo, các bạn nhiều khi cũng biết. Còn các bạn đưa cái đồng hồ này vô bạn đo đó, đo mà tụ lọc nó có vấn đề, mà từ 125 mà nó lọc không ổn, nó tụ không 110 á, là cái kim nó sẽ đơ, nó nhảy vậy nè, nó đưa qua lại vậy nè. Thì các bạn biết là nguồn nó lọc chưa sạch nha, nguồn AC lọc chưa sạch nha. Đấy. Nguồn nắng từ AC qua DC gắn vào diode á, lọc chưa sạch là nó sẽ đưa vậy nè. Các bạn ha. Còn hồ điện tử nó không có. Và còn những nhiều chức năng khác nữa, thí dụ như đo độ rò của chanh sito. Độ rò của chanh sito là cái này đo không được nè. Còn các bạn chỉnh qua cái nấc 10K là các bạn đo độ rò của chanh sito được. Là con nó bị rỉ mọi người, giống như là bị rỉ giống như là cái âm ly các bạn. Cái âm ly các bạn đừng ra lo, các bạn phải không vô đúng không? Còn nhưng bây giờ mà con chanh sito nó bị vấn đề, nó bị rò rồi,
thì đường ra lo nó sẽ rỉ ra tầm 2-3V. Đó, đường ra lo nó 2-3V nhưng mà ra đây nó chưa rõ đâu. Thì các bạn cắm loa vô cái loa các bạn nghe bịch ha. Khi các bạn cắp loa vào là cái loa nó sẽ hịt ra. Nó có nghĩa điện DC nó đi qua mà. Tại vì mấy con chan thúc nó bị rò điện là nó có thể nó đi qua ha, đi qua và nó không có sạch. Đó, thì các bạn đo đồng hồ điện tử là các bạn không thể nào phát hiện được. Đo mấy đồng hồ này không thể nào phát hiện ra chan sensor bị hư ha. Thì các bạn đo cái lấy hộp kia các bạn đo là các bạn phát hiện ra cái độ cái tỷ lệ rò của con chan sensor liền. Đó, thì các bạn sửa rất là hiệu quả luôn. Những cái món mà các bạn không thể nào đo bằng đồng hồ điện tử được. Đo bằng đồng hồ điện tử thấy không hư nhưng mà đo bằng này thấy nó hư. Mới đọc không mọi người ha. Rồi. Bởi như vậy là năm 2021 rồi, 21 rồi. Mấy cái đồng hồ kim này vẫn là chưa được khai tử. Đó. Bởi vì nó có cái tính năng riêng và đồng hồ điện tử nó có tính năng riêng. Đồng hồ điện tử thì nó là rất là chính xác luôn, cho các bạn biết từng milivolt ha. Còn đồng hồ này nó không có được chính xác, các bạn nhìn có thể là lệch một miếng. Giống như cái này 3.9 mấy volt không? Hồi nãy em đo pin này là 3.9 3 volt 945 milivolt ha. Thì cái này chúng ta đo nó lại là 4 volt đúng không? Nó sai số một tí. Nhìn nó hơi sai số nha, nhưng mà cái này đo chính xác hơn. Nhưng mà về mấy cái chức năng đó là cái thằng này đo không được. Dù đo rõ rõ đi nữa thằng này nó cũng đo không được luôn. Còn cái đồng hồ này nó có oscillo nè, thì nó có thể đo cái điện mà bị tụ lọc không sạch là thằng này nó phát hiện ra được ha. Lúc mà tụ lọc không sạch là cái đường sống này nó sẽ nhịp người ha, nó sẽ nhịp, thì đồng hồ này nó phát hiện ra được, nó có oscillo. Còn đo cái độ rò thì đồng hồ này vẫn không đo được ha. Đấy. Cái này nó nhiều chức năng hơn rồi. Đấy. Nhưng mà cái này nó có chức năng riêng của nó, cho nên là nó không được, vẫn không bị khai tử ha. Nhầm người người ta không biết, người nói ồ 2021 rồi, 21 rồi, nhưng mà đồng hồ kim vẫn sử dụng và cổ quá đó. Thì những ai mà chuyên mê về điện tử thì mới hiểu thôi mọi người, còn những người không biết người ta nói ta nói cổ lỗ sĩ á mọi người. Rồi, video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc ha. Thì các bạn xem video của mình cảm thấy hay và bổ ích thì like và để lại comment góp ý cho mình nha các bạn. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại nha. Bye bye.